Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 12 tháng 1 đã tới thủ đô Kiev của Ukraine, cam kết sẽ tăng cường viện trợ quân sự để giúp Ukraine mua máy bay không người lái mới, bao gồm máy bay giám sát, tấn công tầm xa và máy bay không người lái trên biển. Thủ tướng Anh cho biết, nước này sẽ tăng cường mức hỗ trợ trong năm tài chính tiếp theo cho Ukraine lên mức 2,5 tỷ bảng Anh, tức khoảng 3,19 tỷ đô la Mỹ, tăng 200 triệu bảng so với hai năm trước. Anh cũng sẽ cung cấp lượng máy bay không người lái lớn nhất cho Ukraine và hầu hết trong số đó sẽ được sản xuất tại Anh. Theo văn phòng thủ tướng Anh, dự kiến trong chuyến thăm Ukraine lần này, hai bên sẽ ký một thỏa thuận hợp tác an ninh lịch sử tiếp sau nhóm G7 nhằm cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh song phương. Theo thỏa thuận thì Anh sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraine, cũng như chia sẻ thông tin tình báo an ninh mạng, huấn luyện y tế và quân sự, cũng như hợp tác công nghiệp quốc phòng. Anh cho đến nay là một trong những nước ủng hộ trung thành nhất cho Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022.